Sáng nay, ngày 9 tháng 9, tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, Chủ tịch Quý ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa gặp gỡ người dân để giải quyết khó khăn dướng mắt trong thực hiện thủ tục hành chính. Tại buổi gặp gỡ ông Quỳnh Thanh Phong, ngụ ấp Hưng Mỹ Tân, xã Long Hưng A, huyện Lấp Giò, trình bày, năm 2008 được nhận nền tái định cư ở ấp Hưng Mỹ Tân, xã Long Hưng A, với hình thức mua trả chậm diện tích 101 m vuông, đã đóng tiền nền nhà vào năm 2023, nhưng đến nay chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo ngành chức năng quyền lấp dò, nguyên nhân chậm trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là do chưa có văn bản phê duyệt giá nền. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban dân quyền lấp dò và phòng chuyên môn nhanh chóng giải quyết trường hợp của ông Phong chậm nhất cuối tháng 9 năm 2024 phải hoàn thành, đồng thời ra soát lại các trường hợp tương tự để giải quyết cho người dân theo đúng quy định. Ông Võ Giang Thành Trưởng, ngụ ấp An Quà Nhì, xã Tân Bình, huyện Châu Thành, làm đơn xin cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích khoảng 7 000 m vuông từ đất chuyên dùng khác lên đất sản xuất kinh doanh nhưng đến nay chưa thực hiện được chủ tịch quỹ ban nhân dân tỉnh yêu cầu sở tài nguyên và môi trường phối hợp với quỹ ban nhân dân huyện châu thành ra soát lại trường hợp của ông trưởng và những trường hợp tương tự có báo cáo tham mưu với quỹ ban nhân dân tỉnh để tỉnh kiến nghị với bộ tài nguyên và môi trường sớm có hướng dẫn đối với các thủ tục liên quan đến đất chuyên dùng khác từ đó giải quyết vướng mắt cho người dân Chiều nay 9 tháng 9 tại Bảo hiểm xã hội tỉnh, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức lễ công bố quyết định của Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về công tác cán bộ. Đến dự của ông Trần Đình Liệu, Phó Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Minh Tuấn. Tại buổi lễ, ông Trần Đình Liệu trao quyết định của Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Lâm Văn Thanh, trưởng phòng tổ chức cán bộ thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Tháp giữ chức vụ Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Tháp. Sáng nay, Phó Chủ tịch Quỹ ban dân tỉnh Quỳnh Minh Tuấn đến dự và phát biểu tại lễ phát động ra quân Tổ công nghệ số cộng đồng và cuộc thi tìm hiểu về chuyển đổi số trên app Y Đồng Tháp. Tổ công nghệ số cộng đồng triển khai 3 đợt chiến dịch, mỗi đợt 10 ngày ra quân, đi từng ngõ, gõ từng nhà để hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, mua bán trên sàn thương mại điện tử, bảo vệ bản thân và gia đình trên môi trường mạng. Dần dần, ban tổ chức còn triển khai cuộc thi tìm hiểu về chuyển đổi số trên app Y đồng Tháp. Cuộc thi được diễn ra từ ngày 9 tháng 9 đến ngày 6 tháng 10. Tại lễ phát động tháng khuyến học, thi đua xây dựng xã hội học tập tại thị trấn Tràm Chim, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Kim Tuyến đã trao tặng 3.000 quyển tập trị giá trên 30 triệu đồng. Hội khuyến học tỉnh và các tổ chức cá nhân tài trợ đã trao tặng một tủ sách khuyến học trị giá 10 triệu đồng, 14 gốc học tập, 10 chiếc xe đạp, 60 bộ sách giáo khoa trị giá 25 triệu đồng. Hội khuyến học huyện Tam Nông trao tặng 1.000 quyển tập, dân dân, tổng trị giá học bổng và quà trên 233 triệu đồng. Sáng nay 9 tháng 9, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh phối hợp với Trường Trung học Phổ thông Thanh Bình 1, huyện Thanh Bình, tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông năm học 2024-2025 cho hơn 1.200 học sinh của trường. Tại đây các em được nghe đại diện Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh thông tin về tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn trong 9 tháng đầu năm, một số nguyên nhân gây tai nạn giao thông và các mức độ xử lý khi học sinh vi phạm luật giao thông đường bộ. Các em học sinh không được điều khiển xe mô tô đến trường khi chưa đủ độ tuổi, chưa có giấy phép lái xe theo quy định của pháp luật. Quỹ ban nhân dân tỉnh đề nghị Sở Giao thông Vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh và Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh triển khai nghiêm túc quyết liệt các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công theo đúng các nghị quyết của chính phủ và công điện số 54 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, quy động cả hệ thống chính trị để đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành giải phóng mặt bằng các công trình, dự án quan trọng quốc gia trọng điểm ngành giao thông vận tải đúng kế hoạch, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2024. Theo bản tin dự báo thủy văn của Đài khí tượng thủy văn tỉnh Đồng Tháp ngày 9 tháng 9, mực nước tại thành phố Hồng Ngự, kênh Hồng Ngự hôm nay là 2m32, dự báo ngày mai 2m28. Tại xã Rài, kênh Tân Thành, huyện Tân Hồng, mực nước hôm nay 2m45, dự báo ngày mai 2m43. Tại Tràm Chim, kênh Đồng Tiến, huyện Tam Nông, mực nước hôm nay 1m68, dự báo ngày mai 1m65. Tại trường Xuân, kênh Phước Xuyên, huyện Tháp Mười, mực nước hôm nay 1m37, dự báo ngày mai 1m35. Tại thành phố Cao Lãnh, sông Tiền, mực nước hôm nay 1m69, dự báo ngày mai 1m62. Tại thành phố Sa Đéc, sông Sa Đéc, mực nước hôm nay 1m60, dự báo ngày mai 1m53.